Xin chào tất cả các bạn, mình là Hồng Yến. Hôm nay mình sẽ đại diện nhóm 3 của lớp IEK40 trình bày về chuyên đề Autocall, tình dục không xâm nhập. Autocall hay non-penetrative sex là một sự quan hệ tình dục đạt cực khoái, không có sự thâm nhập hay sự trao đổi dịch giữa dương vật, âm đạo. Autocall được dùng trong mục đích dạo đầu hoặc cũng là hành vi tình dục chủ đạo. Autocall là những hành vi tình dục thông dụng, hệ thống hóa chúng sẽ cho ta cái nhìn toàn cảnh về vấn đề, chính là mục tiêu của trình bày này. Về lợi ích của nó thỏa mãn nhu cầu sung sướng của con người mà vẫn giúp họ bảo vệ bản thân trước các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng tránh thai so với việc quan hệ tình dục xâm nhập. Intercourse dựa vào khả năng trao đổi dịch nhiễm của cơ thể khi thực hiện hành vi, autocall chia thành hoàn toàn và không hoàn toàn. Phần 1 hoàn toàn bao gồm kissing, pulsing, erotic measure, termination of nipples, mammary intercourse, axillary intercourse, hangdrop, tribulation, rush, interlutial sex, intercurrent sex, foot drop, tribrasis. Putting là một truyền thống phòng the của một vài cộng đồng Kitô giáo đã bị phản đối theo lẽ phải và hiện tại phần lớn đã không còn. Mỗi người nằm trong một cái túi kính và qua đêm cùng nhau. Erotic measure còn được gọi là measure kích dục, cọ sát cơ thể để tạo khoái cảm và thư giãn, được thực hiện giữa hai hay nhiều người hơn thuộc bất kỳ giới tính nào và có thể dùng dầu bôi trơn hoặc không. Kissing, sự chạm môi giữa hai người có thể được xem như một hành vi tình dục, đặc biệt với kiểu hôn sâu, được gọi là nụ hôn kiểu Pháp, khi lưỡi của người này đưa sâu vào miệng của người kia. Việc hôn cũng có thể được thực hiện trên những phần khác của cơ thể và thường được dùng trong phần dạo đầu. Axillary intercourse, dương vật được kích thích bằng cách đặt dương vật vào và di chuyển qua lại giữa nách của bạn tình. Termination of nipples, sử dụng miệng hoặc tay vuốt ve nấm vú của bạn tình, có thể thực hiện theo cặp hoặc nhóm. Mammary intercourse, dương vật được kích thích bằng cách đặt dương vật vào và di chuyển dương vật lên xuống giữa vú bạn tình để mô phỏng sự thâm nhập và tạo khoái cảm. Handjob là hành động dùng tay để kích thích, vuốt ve dương vật hay bìu dái của bạn tình với mục đích thỏa mãn tình dục, đôi khi đưa người được kích dục đến trạng thái cực khoái. Tribulation là một hành vi tình dục đồng tính nữ, trong đó một người phụ nữ cọ sát âm hộ của mình vào cơ thể của bạn tình để kích thích tình dục, đặc biệt là để kích thích âm vật. Đó có thể là việc cọ sát giữa hai âm hộ hoặc cọ sát âm hộ vào đùi, bụng, mông, cánh tay hoặc bộ phận cơ thể khác trừ miệng của bạn tình. Rose là một thuật ngữ tiếng lóng có nguồn gốc từ rostec, cọ sát để đạt được khoái cảm, mô tả một hình thức quan hệ tình dục giữa nam và nam không xâm nhập, cọ sát bộ phận sinh dục giữa nam giới, đặc biệt là tiếp xúc dương vật với dương vật. Interlutial sex, dương vật được kích thích bằng cách di chuyển giữa mông của bạn tình mà không có sự xâm nhập vào hậu môn. Intercurrent sex, dương vật được kích thích bằng cách đặt dương vật giữa hai đùi của bạn tình và di chuyển qua lại, có thể sử dụng gel bôi trơn để dương vật có thể di chuyển tự do hơn. Foot drop, sử dụng bàn chân hoặc ngón chân để vuốt hoặc chà sát dương vật, âm hộ hoặc ngực của bạn tình. Cyber sex còn gọi là computer sex, internet sex hoặc net sex là quan hệ tình dục ảo từ xa qua các phần mềm trò chuyện trực tuyến trên internet. Hai hoặc nhiều người kết nối từ xa qua mạng máy tính gửi cho nhau những tin nhắn khiêu dâm mô tả trải nghiệm tình dục. Ngoài ra có thể sử dụng webcam để phơi bày cơ thể của nhau trên mạng. Phần 2, không hoàn toàn, nên
exclusively non-penetrative, bao gồm fingering, oral sex hoặc stimulation using a vibrator. Fingering, sử dụng ngón tay hoặc bàn tay để kích thích âm hộ, bao gồm cả âm vật hoặc âm đạo. Fingering có thể được thực hiện trên chính mình, gọi là thủ dâm, hoặc với bạn tình, gọi là thủ dâm lẫn nhau, tương tự với handjob. Oral sex là hình thức quan hệ tình dục có sử dụng miệng, bao gồm môi, răng và lưỡi, tiếp xúc với các cơ quan sinh dục. Stimulation using a vibrator, sử dụng máy rung, chạy bằng pin hoặc bằng điện tác động vào âm vật, âm hộ, âm đạo, dương vật, bèo hoặc hậu môn để kích thích tình dục. Tuy nó có những lợi ích là ít lây truyền các bệnh qua đường tình dục hoặc việc mang thai, nhưng nó cũng có những vấn đề sức khỏe. Nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục với tỷ lệ thấp hơn so với việc quan hệ tình dục thâm nhập. Bởi một số bệnh có thể lây truyền qua việc quan hệ tình dục không thâm nhập là giang mai, sùi màu gà, hoặc là hạt bét, lậu, viêm gan B, viêm nhiễm do lamida hoặc trichomoniasis. Tuy việc quan hệ tình dục không thâm nhập có nhiều lợi ích như là không bị mang thai, hoặc tránh được một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nhưng chúng ta cần phải biết bảo vệ bản thân, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để tránh lây truyền những bệnh nguy hiểm như HIV, lậu, giang mai, sùi màu gà, vân vân. Mình mong là qua bài này sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức mới về việc quan hệ tình dục không thâm nhập. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.